8 dấu hiệu mà mọi phụ nữ tiền mãn kinh đều phải biết. Có bệnh nhân hỏi bác sĩ Hoa là đàn ông thì có bị tiền mãn kinh hay không, thì bác sĩ Hoa trêu là có, nên đấy là lý do vì sao mà nếu như bạn là nam và nữ đều nên xem video này. Thì cái độ tuổi của tiền mãn kinh nó sẽ rơi vào độ tuổi khoảng tầm từ 40 tới 42 tuổi là độ tuổi trung bình ở người Việt Nam, và sau đấy tầm 8 đến 10 năm thì mọi người sẽ có thể là mãn kinh. Và cái khó chịu nhất không phải là mọi người hết kinh mà là ở cái giai đoạn tiền mãn kinh. Cái lúc này thì cái estrogen của chúng ta nó giảm một cách đột ngột xuống và cơ thể của chúng ta chưa kịp thích nghi với cái việc mà chúng ta không có estrogen nhiều như lúc trước. Bởi vì estrogen nó giống như một cái nhạc trưởng của cơ thể của người phụ nữ. Nó tác dụng lên não, lên tóc, lên da, lên hệ sinh sản, lên cơ xương khớp, lên các bệnh chuyển hóa đến tim mạch. Và kể cả những cái chuyển hóa cơ bản làm cho chúng ta lúc này cảm thấy người của chúng ta cực kỳ mệt mỏi và đi khám ở rất là nhiều nơi chẳng hạn, nhưng mà nó vẫn không thể tìm ra được cái bệnh gì. Nhưng chúng ta luôn luôn trong tình trạng nó bị mệt mỏi, thì hãy cùng bác sĩ Hoa xem trong video này để xem là các bạn có đang ở trong cái tình trạng mà bị giảm nội tiết tố hay không. Đầu tiên, khoảng tầm hơn 70% các chị em phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh, có nghĩa là đâu đấy loanh quanh khoảng 40 tuổi, sẽ có cái triệu chứng đấy là bốc hỏa. Bốc hỏa là một cái cơn mà mọi người có thể thấy là cái cơ thể của mình nó sẽ có những cái nóng bừng ở ngực lên trên đầu và nó sẽ kéo dài. Có những người thì sẽ là 1-2 phút, có những người thì sẽ lên tới 10 phút, và có cá biệt là có những người sẽ kéo dài cả tiếng đồng hồ và sẽ rất là nóng, cảm thấy nóng bừng. Lúc này đo huyết áp nó có thể lên một chút và mọi người sẽ thấy sau cái cơn đấy thì sẽ toát hết mồ hôi ra và có thể chân tay bị vã mồ hôi. Thường thì cái cơn bốc hỏa này nó sẽ hay gặp vào buổi tối, làm cho mọi người sẽ ảnh hưởng tới cái giấc ngủ nhiều hơn. Nếu như mà mọi người tự nhiên đang ngủ rất là tốt nhưng mà đến một cái thời kỳ mà không làm nào mình vào được giấc ngủ được, hoặc là rất hay tỉnh dậy vào khoảng tầm 3 đến 4 giờ sáng, kèm theo với nữa là cái kinh nguyệt của mọi người nó có vấn đề, thì khả năng là mọi người đang bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh. Cái triệu chứng thứ hai hay gặp đấy là cái vấn đề mà mọi người có thể thấy là cái kinh nguyệt của mình nó bị rối loạn. Đầu tiên nhất là nó sẽ ít đi cả về lượng và cái số ngày, và kể cả cái chu kỳ của mọi người nữa. Ví dụ như trước kia là 28 ngày thì bây giờ nó sẽ xuống khoảng tới 24, 25 ngày thôi. Và mọi người sẽ thấy rằng nó bắt, nếu rối loạn nhiều hơn thì nó có thể tháng có, tháng không, 2 tháng, 3 tháng mới có một lần. Và người ta thấy có những người thì phải vài tháng mới có một lần. Nếu như mọi người mất kinh trên 6 tháng thì đây được chuẩn đoán là tiền mãn kinh. Còn nếu mọi người mất kinh trên 12 tháng thì chuẩn đoán đã là mãn kinh rồi. Cái mà khó chịu nhất ở lúc này không phải là cái vấn đề bị kinh ít hay kinh nhiều nữa, mà nó có những người còn bị là nó ít đi nhưng mà nó cứ lây dây và có thể kèm theo cái hiện tượng rong kinh. Cái thứ ba mà mọi người cực kỳ hay gặp phải đấy là cái về thay đổi tâm trạng hay cáu gắt này, khó kiểm soát được tâm trạng. Có những người nhắn tin cho bác sĩ Hoa và ngày xưa thì hiền lắm mà ai cũng khen, nhưng mà bây giờ thì đến cái hơi tí là cáu và không kiểm soát được cái hành vi của mình và gây ra những cái xích mích trong gia đình, thì mọi người cực kỳ là cảm thấy nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Tiếp theo, cái triệu chứng tiếp theo là mọi người sẽ thấy là mình có cái vấn đề về khô và cái lãng cảm. Thì cái việc này nó cũng hoàn toàn hợp lý thôi, vì estrogen nó tác động lên cái phần âm đạo của chúng ta và nó tăng tiết dịch. Nếu như mà khi giảm estrogen thì nó sẽ gây ra cái tình trạng bị khô và lãnh cảm thôi. Mọi người cũng có thể thấy là mình sẽ bị viêm nhiễm nhiều hơn trong cái giai đoạn này. Tiếp theo nữa thì mọi người sẽ thấy là cân nặng của mình khó kiểm soát hơn. Trước kia là một người cực kỳ khó tăng cân, mà bây giờ mọi người lại dễ dàng tăng cân và có thể tăng từ 1 đến 2 cân trong vòng 1 tháng. Và không làm nào để giảm cân được thì đang cảnh báo là cái vấn đề mình bị giảm nội tiết tố. Cái thứ năm là mọi người có thể thấy là mình sẽ thấy cái xương khớp trong giai đoạn này nó giống như nó tăng lên một cách đột ngột. Ngày xưa thì thỉnh thoảng nó mỏi thôi, nhưng bây giờ nó mỏi dã rời, và nhất là vào buổi sáng ấy, khi mà mọi người thức dậy thì có những bệnh nhân nói là nó giống như kiểu tay chân nó không thuộc về cơ thể của mình nữa, nó mỏi, nó rệu rạo. Bởi vì người ta thấy rằng là trong khoảng tầm 2 năm tiền mãn kinh thì mọi người mất tới 25% cái xương của mình, do cái estrogen nó tác động vào cái quá trình tạo xương và hủy xương của mọi người. Đến cái giai đoạn này mọi người nên cực kỳ quan tâm tới cái vấn đề về xương khớp. Trong đấy thì các bác sĩ thường khuyên là mọi người chú trọng nhất đến cái vấn đề bổ sung canxi trong cái thời gian này để tránh cái tình trạng bị mất xương. Hoàn toàn có thể bổ sung thêm glucosamine để cho cái xương khớp của mình chắc khỏe hơn. Và mọi người cũng có thể thấy là đa phần mọi người sẽ phát hiện cái tình trạng bị mỡ máu hay là bị tim mạch, hoặc là cái vấn đề về huyết áp ở trong giai đoạn này, bởi vì estrogen nó liên quan trực tiếp đến cái quá trình chuyển hóa. Nếu như giảm estrogen, mọi người sẽ có thể dễ dàng bị mỡ máu nhiều hơn, dễ tăng huyết áp hơn, và kể cả các bệnh tiểu đường ở trong giai đoạn này. Thì lời khuyên là các bạn ở trong cái giai đoạn này sẽ ăn tăng cường những cái thực phẩm có tính chất mà có thể làm giảm được cái huyết áp và mỡ máu. Đấy chính là dầu omega 3, có rất nhiều trong những cái loại cá, trong những loại hạt. Kể cả mọi người không ăn được cá, trong những người ăn chay thì ăn tăng lên hạt nó vẫn có omega 3 bình thường.
nếu như có điều kiện thì mình có thể bổ sung thêm omega 3 từ những cái thực phẩm chức năng, có thể bổ sung từ cá, bổ sung từ nhuyễn thể, loại nào cũng được, nhưng miễn là cái làm sao cho đủ nồng độ khoảng tầm từ 300 tới 500 mg nhuyễn thể một ngày, từ dầu cá thì khoảng tầm 1.000 đến 2.000 mg trên ngày, là đã giúp cho mọi người vừa hạ được mỡ máu, kiểm soát được cái vấn đề về các bệnh lý về tim mạch và dự phòng nó luôn. Còn một cái nữa mà khá là ít người để ý đến, đấy là cái vấn đề mà liên quan tới các bệnh lý về phụ khoa. Ví dụ như là bị u xơ tử cung, hoặc là có nhân xơ tuyến vú, hoặc là ung thư vú thì nó sẽ hay xuất hiện ở trong giai đoạn này, thì mọi người nên đi khám sớm. Bác sĩ Hoa luôn luôn nói đấy là một năm mọi người nên đi làm cái bắp test, có nghĩa là mọi người sàng lọc cái ung thư cổ tử cung và sàng lọc cái ung thư tuyến vú trong cái thời gian này, và mọi người trong gia đình cũng sẽ cần chuẩn bị cho mình cái kiến thức liên quan tới thời kỳ tiền mãn kinh để có thể hỗ trợ những cái người trong cái thời gian tiền mãn kinh như thế này, để giúp cho họ vượt qua nó nhanh hơn. Vì thông thường thì trong 1 đến 2 năm mọi thứ sẽ trở lại như cũ, và ví dụ như trong gia đình của bác sĩ Hoa, mẹ của bác sĩ Hoa là đang ở trong cái giai đoạn mãn kinh được 1 năm rồi, thì mọi người bảo là thôi cố lên, 1 đến 2 năm nữa mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.